Xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này em lại lên một bộ cấu hình, một đôi loa huyền thoại vừa nghe vừa hát của Mỹ. Đó là đôi loa Bose 301 Monitor Music. Đây là một trong những dòng loa Bose 301 Series 2 Monitor, giá nó rất mềm hiện nay. Và em để các bác đôi loa giá xuất sắc như mới luôn, đẹp cáu cạnh các bác nhá, đôi loa tuyển chọn. Và đôi loa như vậy thì em để các bác giá 7 triệu tròn, giá tốt nhất hiện nay. Khẳng định các bác những đôi loa tuyệt đẹp như vậy không bao giờ có giá dưới 7 triệu đồng. Không bao giờ giá tốt như vậy đâu nhé, em để các bác giá 7 triệu tròn luôn. Và nhất là thời điểm cuối năm như vậy, những đôi loa Bose này rất hot. Và em xin giới thiệu các bác một chiếc âm đi đánh với những dòng loa Bose như vậy rất rẻ tiền. Thì trước những video trước em đã có rất nhiều lần giới thiệu những dòng đặc tính của những dòng âm đi Yamaha cỏ. Thì trước mắt các bác là điển hình một chiếc âm đi Yamaha A500. Các bác có thể chơi những dòng Yamaha A5, A6, A6A, A5A. Và đơn cử đây là chiếc A5, A500 các bác nhé. Nó cũng có cái đặc tính như vậy. Và chiếc âm đi này đánh vào loa Bose rất hay, tiếng bass chắc nịch các bác. Các bác có thể thấy tiếng bass chắc nịch, tiếng tép sạch sẽ, đặc trưng tiếng Bose. Và chiếc âm đi này xin để các bác giá em cánh một chút các bác nhé, cánh một chút ở góc kia. Một tí xíu thì em sẽ quay video các bác xem. Nói chung là chiếc âm đi bình thường giá nó là 2 triệu, để các bác giá 1 triệu 600 nghìn đồng. Đẹp tuyệt vời, có cánh một tí ở góc rồi các bác. Nói chung mặt nó không xước, cánh một chút xíu. Và chiếc vang neck 1 triệu 700 nghìn đồng. Đấy các bác, chiếc mi còn rẻ hơn ở chiếc vàng các bác nhé. Và đôi loa giá 7 triệu đồng, cả bộ nó chỉ là ngoài 10 triệu đồng một chút. Các bác là có hàng Mỹ để chơi. Và bây giờ em xin tiến gần lại camera cho các bác xem tình trạng của âm ly các bác nhé. Với những sản phẩm bên em thì luôn luôn lựa chọn những sản phẩm tốt nhất cho các bác, ngay cả những sản phẩm hàng bãi các bác nhé. Xin lỗi các bác, cái này là em bấm nhầm nút lách bài các bác. Bấm nhầm nút lách bài thì ngay lập tức là chiếc vàng nó chuyển bài qua Bluetooth các bác, trên chiếc điện thoại của em luôn. Đó, khi kết nối Bluetooth thì tiện nó như vậy các bác. Thì các bác, nó chỉ cánh một chút ở góc đây các bác nhé. Đây ạ. Đó, mà ngay lập tức em giảm các bác rất nhiều luôn, chỉ 1,6 triệu, có khi còn lỗ vốn nhập về các bác. Còn tình trạng đẹp xuất sắc, mặt mũi các bác nha, đẹp sáng bóng luôn, không hoạt động hoàn hảo, không có, nói chung là không có sức sở gì hết các bác. Một tí cánh đây thôi các bác nha, em bớt các bác còn 1,6 triệu rồi. Chiếc ly cực kỳ rẻ, đánh loa Bose các bác. Đây là một trong những chiếc ly Yamaha, đặc tính của những dòng Yamaha đánh vào loa Bose rất hay. Và bây giờ em xin nghêu ngao một đoạn các bác nghe thử, đánh rất sướng tai các bác nhá. Các bác nhìn bát nó lòi rối luôn, bát rất sâu. Đặc trưng của những dòng loa Bose này các bác, thì các bác nó nhỏ nhưng mà nó ra tiếng bát rất sâu các bác nhá. Đánh tiếng bát cực kỳ êm tai các bác nhá, đúng là dòng loa Bose. Tại sao mà từ xưa đến nay bốt như vậy các bác. Và bây giờ em xin các bác có thể thấy tiếng mic đi vào trong này hay hơn rất nhiều khi em nói ở ngoài. Chiếc vang neck FX9 Plus tuyệt vời, các bác có thể sắm những chiếc vang này để vừa làm giải mã ở trên đầu những bộ âm thanh của các bác. Và đặc biệt nó có thể ghép vào nghêu ngao hát trên những bộ cấu hình nghe nhạc chuyên sâu như vậy. Thì các bác có thể mua chiếc vang này để về vừa làm giải mã cổng quang, và đặc biệt nó có kết nối Bluetooth được các bác. Các bác hát hò cũng như là nghe nhạc trên những chiếc điện thoại thông minh đi xung quanh nhà rất là sướng. Những cái dòng này Bluetooth nó bắt rất khỏe các bác. Các bác có thể đi xa đến 450m các bác bắt được, không hề nói phét các bác nha. Và các bác có thể mua về và thử. Em đang kết nối Bluetooth qua chiếc điện thoại của em đây các bác. Và bây giờ em sẽ nghêu ngao thử một đoạn các bác nghe. Ở bộ cấu hình này nó chỉ ngoài 10 triệu thôi nhá. Em sẽ để tiêu đề giá chính xác trên tiêu đề. Tuyệt vời các bác ạ. Không phải ngẫu nhiên mà những đôi loa Bose này nó hot các bác. Rất là hot luôn trong đợt Tết này. Ai cũng hỏi bộ loa Bose các bác nhá. Và em đã nhập về để phục vụ các bác. Đánh bát rất là chắc các bác. Thank you.
thể nghe thấy những đôi loa Bose này, bát nó chỉ 20 nhưng mà tiếng bát nó đánh dã man con ngàn các bác. Nghe rất sướng tai. 7 triệu đồng một đôi loa Bose monitor này. Có nhiều bác hỏi em là những dòng loa Bose monitor như vậy nó có thua kém gì những dòng loa Bose 301, CD3, CD2 vân vân không? Thì xin một lần nữa nhấn mạnh các bác, những đôi loa Bose này chất âm nó không thua kém một tí gì. Nó là một giọt nước so với những đôi loa Bose kia. Và đặc biệt dòng loa Bose này nó trở kháng 8 ohm các bác nhá. Riêng cái dòng monitor này trở kháng 8 ohm. Rất là hay dòng kiểm âm này. Và các bác có thể ghép được rất rất nhiều dòng âm ly. Đặc trưng của dòng này thì các bác đánh hai đôi này trên một những chiếc âm ly Jaguar, các bác đánh hai đôi trên những chiếc Jaguar 506 nó không gây cháy âm ly. Những dòng loa Bose kia nó trở kháng 6 ohm các bác nhá. Tiếng rất hay các bác. Đan Nguyên các bác nhá. Đó các bác. Sacombank Visa Infinite, quyền năng không giới hạn. Tiếng mic rất là hay các bác nhấn mạnh. Với những bộ cấu hình như vậy thì các bác có thể hát nghêu ngao chịu đòn rất tốt. Dòng loa Bose này là một trong những huyền thoại vừa nghe vừa hát các bác nhé. Cho ta trăm nghìn chung rượu đông, đừng một lời nào mai mỉa cho nhau. Đưa ta vào cơn lốc, trong mang mang đến tột đỉnh sầu. Này uống đi em một chén buồn cay đắng, cho ta cười trong nỗi xót xa đường. Xót người đi em xót đầy ly càn, say dùng ta như từ thuở bao giờ. Bởi ta say nên thần tượng cũng lu mờ. Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú trong âm vang vang dậy sóng sông hồ. Xót người đi em để mình ta buồn cho heo hắn tim gan. Hết thật rồi sao tôi ta xin từ ta. Cuộc tình này rồi cùng đến giờ gian. Này, này uống đi em một giọt sâu ly biệt, cho ta về trong nỗi nhớ buồn tay. Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết. Bởi sông dài ta còn mãi lênh đênh. Rồi em xin tạm dừng video clip tại đây. Một bộ cấu hình vừa nghe vừa hát rất tuyệt vời với đôi loa Bose. Các bác đừng quên những dòng âm ly Yamaha như vậy. Các bác có thể chơi vào những dòng Yamaha A5, A500 như vậy và A6, A6A đánh những đôi loa Bose rất tuyệt vời. Đặc biệt những dòng loa Yamaha A6A nó có thể lên được loa Bose 601 các bác nhé. Rồi em xin tạm dừng video clip tại đây. Rất tuyệt vời các bác. Em sẽ một đoạn nhạc trữ tình các bác nghe thử. Với những đôi loa Bose như vậy thì đặc trưng nó có thể vừa nghe vừa hát rất hay các bác nhé. Em sẽ mở một đoạn này.
nhà trữ tình đây các bác, của Ngọc Huyền đi. Đó, bốn đánh rất hay các bác. Các bác có thể thấy là mặc dù em sử dụng chiếc vang nách cái lưới của Bluetooth qua nhưng mà chất lượng âm thanh nó rất tuyệt vời các bác nhá. Đặc trưng của những dòng loa vang xịn, những dòng vang xịn đó mới có chất lượng âm thanh tốt như vậy các bác. Tuyệt vời các bác. Tình trạng đôi loa này đẹp cáu cạnh các bác. Ngọt tai, tuyệt vời các bác ạ. Với những bộ cấu hình như vậy thì em khẳng định các bác rất ít đơn vị có thể ghép được một chiếc âm ly rẻ tiền đánh vào loa bốt hay như vậy, nhấn mạnh các bác nhá, và có thể hát được. Và đến với em thì khẳng định luôn, mặc dù em mất mồ hôi, mất công sức đi chăng nữa nhưng em rất muốn ghép được những bộ cấu hình như vậy cho các bác. Vừa nghe hay, vừa bay đẹp và đặc biệt ngon, bổ rẻ, đúng nghĩa các bác nha. Rồi xin tạm dừng video clip tại đây. Hẹn các bác trong những video sau. Các bác nhớ nhấn nút like giúp em. Nguyên bụi bãi các bác nhé. Còn đây là dầu bóng, bọn em tí nữa sẽ lau chùi sạch. Rất ngọt tai. Từng điệu nhắn khoan ai sẽ dìu theo tim. Rồi hờn yêu em không còn như ngày.